Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Học và làm theo Bác, nghệ nhân ưu tú Tẩn Vân Siệu ở xã Tả Phìn, Sapa đã có gần 20 năm mở lớp học miễn phí chữ Nôm Dao. Ông được bà con gọi là Tao Còng, nghĩa là bậc trí giả của người Dao. Lớp học chữ Nôm Dao của thầy Tẩn Vân Siệu. Hôm nay là bài giảng về đạo đức. Học trò đủ mọi lứa tuổi, từ các em bé lớp 1, có cả người cao tuổi. Ai muốn học cái chữ đều được thầy Siệu nhiệt tình giảng dạy. Giúp con biết đọc, biết viết và con cảm thấy thầy rất dạy cho con biết phong tục của đồng bào và con rất biết ơn thầy. Trường tiểu học Tả Phìn có gần 500 học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông Dao. Đều đặn mỗi tháng, thầy Siệu lại đến truyền dạy chữ Nôm Dao cho học trò. Ông còn cùng nhà trường tổ chức các tiết học giáo dục truyền thống, giúp học sinh thêm yêu và tự hào truyền thống của địa phương. Tuy là tuổi cao nhưng mà thầy mỗi một tháng cũng đến với nhà trường một lần và nhà trường cũng đánh giá cái sự hợp tác của thầy trong cái công tác giáo dục cái nét văn hóa truyền thống rất là cao. Nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành nhờ sự dẫn dắt của thầy Siệu. Với ông, học Bác về nghề dạy học không đơn thuần là dạy chữ viết, đó còn là sự truyền dạy về văn hóa, đạo đức. Có như thế mới hoàn thành tốt trọng trách chồng người. Để cho cái văn hóa của mình không bị mai một mà giữ được cái văn hóa, còn là nghiên cứu cái sách cổ và siêu tầm cái sách cổ, mà nếu mà cái quyển nào mà rách quá thì là sao ra, là viết ra để sau này không mất giữ. Những người thầy ấy là những người thầy, họ muốn làm một điều gì đó tốt cho lớp trẻ. Và họ làm bằng mệnh lệnh của trái tim, bằng khát vọng cao cả là giáo dục con người. Đến nay, người thầy giáo của bản Dao Đỏ đã dạy chữ cho trên 600 học trò. Người thầy mất một bàn tay và một con mắt, cần mẫn gieo chữ, thắp sáng tương lai cho nhiều thế hệ học trò vùng cao.